chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục múa phần 1, tổ khúc múa qua miền Tây Bắc, kịch bản tập thể lớp biên đạo múa đại chúng K35, âm nhạc của các nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Mạnh Tiến, Hồ Trọng Tuấn, Hương Bảo, Quốc Anh, Phạm Tịnh, sinh viên thực tập tập thể lớp biên đạo múa đại chúng K35, giảng viên hướng dẫn nghệ sĩ ưu tú Lê Khánh Toàn, thạc sĩ Phùng Văn Khải. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
Hồ đưa ra vua,
Thank you.
Xin cảm ơn phần trình diễn vô cùng tuyệt vời đến từ tiết mục múa Tổ khúc Tây Bắc.